mình nghiêng theo dính, mình tính mình bung trống ra, tính mình bung trống ra, nó bị cơ, nó bị ấy đây bạn, trời ơi, dài dưới sao dính, lấy luôn, sao mà ép hoài chứ. Chim này bắt chút xíu rồi dính liền, có đâu mà lâu dữ vậy. Nói chim này sao mà lâu dính dữ vậy. Rồi chào các bạn nha, thì hôm nay mình xách một con trống số 1 với lại một con mái sái bù tre nha các bạn. Mình mới mở máy thì trong đây nó nghe nó pho lớn lắm. Con này chắc con trống các bạn, nó pho lớn lắm bạn. Giờ mình sẽ tiến hành bung cái lập ra nha. Giờ mình chắc bung con mái thôi các bạn. Bên đó nha các bạn. Ngay cái gốc dừa huyền thoại nè các bạn. Chỗ đây là bữa mình đạt lương là ông Trúm mới vô đầy ống luôn á. Lương khủng không ơi. Bữa trời mưa mưa nhiều nhiều quá. Rồi, giờ mình sẽ bung một con mái sấy bụi tre mình thôi nha. Nhiều lúc bung trống ra rất nhanh quá thì không có clip luôn á. Có nhiều clip nó bắt 2-3 phút mình không có đăng lên các bạn. Để mình tìm cái chỗ nào bố trí mới quay cái đã. Không có đâu. Rồi các bạn chờ xem nha, mình quýnh một con mái thôi nha các bạn. Có một con trống mình quýnh một con mái thôi. Một nốt nhạc lụm nó chứ mấy đâu, cỡ con này chắc cỡ 15 phút là cao rồi các bạn.
tôi cái gì sao bạn? Tôi lập giải mình như sao dính, mình tính mình bung trống ra. Rồi, lẫm đầu nha các bạn. Trống nãy giờ mình ngồi đây nè. Ngồi mà thiệt lâu luôn các bạn. Mình nghĩ là chút xíu rồi bác. Mình không có bung trống số 1 còn ra luôn các bạn. Ngồi mình nghĩ 15 phút chứ ai về tới 40 mấy phút luôn các bạn. Do cái lập á, chứ không là nó không dính sớm à. Cái lập cái mặt đập kia nó bị hư cầu tử rồi, mình cứ nó qua lại riết là sao á, mình nói bữa sau con chim nó không có dính. Rồi cái clip hôm nay mình xin tạm dừng nha các bạn. Giờ về đi làm cái đã.